Chào anh em, hôm nay mình review mẫu xe 2012 Camaro ZL1 Concept. Mẫu xe này không được anh em yêu thích lắm bởi vì là vướng cái chữ concept này. Thì nhiều anh em nghĩ là nó là mẫu xe không thực tế lắm. Nhưng mà kỳ thực mẫu xe này là một mẫu xe thương mại. Bản phát hành đầu tiên của nó thì không có chữ concept này trong cái tên. Và dưới gầm của nó cũng không có chữ concept này. Phiên bản này màu vàng thì xuất hiện trong phim Transformer. Là chính là người máy Bumblebee. Đây là mẫu xe hay. Thứ nhất là mẫu xe Camaro ZL1 này là một mẫu xe đẹp. Thứ hai là nó là có màu da mắc, phối đen, phối đỏ sẫm ngọc trai. Đặc biệt là kiểu bánh Real Rider Exotic viền chrome là kiểu bánh hiếm gặp. Thường kiểu bánh này chỉ gặp ở những bản xe IOC hoặc là Toy Fair. Rồi phía sau thì có chi tiết đèn và logo, chữ Forza ở biển số. Phía trước thì không có đèn. Bánh cao su gặp sắt. Logo Forza ở bên hông. Mẫu xe này hay là như vậy nhưng mà cũng có những anh em thì không thích xe theo tựa game mà phải thích xe phải là nó thực tế một tí. Thì mình có cắt tầm một bản. Thế là mình sẽ tẩy cái tem Forza đen này đi. Và vì đã can thiệp rồi thì mình thay luôn cọc bánh. Đây. Bánh này có chữ Goodyear ở vỏ lốp. Và mình đã tẩy logo phong da màu đen đi. Để biến nó thành một mẫu xe drag. Bánh sau dài bự, bánh trước mỏng. Bây giờ so sánh. Anh em thấy sao? Anh em thích mẫu xe nào hơn? Bản original hay là bản custom? Vui lòng cho biết ý kiến của anh em ở phần comment. Rồi, và đó là mẫu xe 2012 Camaro ZL1 Concept. Hy vọng là anh em đã thích video ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại.